Trước phản ánh của người dân về sự xuống cấp, sình lầy của tuyến đường Bình Chuẩn 63, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, ảnh hưởng đến sinh hoạt đi lại của người dân, phụ huynh học sinh, lãnh đạo thành phố Thuận An đã tiếp thu và chỉ đạo khắc phục ngay lối đi vào trường tiểu học Lê Thị Trung. Thực hiện chỉ đạo khẩn của lãnh đạo thành phố Thuận An, phường Bình Chuẩn đã huy động nhân công cùng các phương tiện cơ giới đổ đất và san lấp các hố voi, dũng nước tụ trên con đường Bình Chuẩn 63. Bình Chuẩn 64, Bình Chuẩn 34, Bình Chuẩn 35, đi vào trường tiểu học Lê Thị Trung. Công việc này đã triển khai, tuy nhiên đây chỉ là những giải pháp tình thế. Theo người dân, nhiều lần địa phương đã thực hiện công việc này, song chỉ sau vài cơn mưa lớn, nước lại cuốn lớp đất đá này và con đường lại tiếp tục sình lầy, gây lãng phí ngân sách của địa phương. Làm phải đổ bằng nhựa, bằng xi măng vậy. Làm như thế này mà mưa gãi là đi hết. Sao? Đổ đất này cũng đâu làm được cái gì đâu, đổ đất này rồi cũng được vài ngày à. Cái đường này anh biết nó đổ từ xưa giờ bao nhiêu lần rồi cũng vậy à, mà cán nhựa hay là cán bê tông thì ok, chứ đổ đất này cũng chẳng làm được gì đâu, được vài ngày sình nó lên đó à. Vậy phía địa phương là cam kết là sẽ tuyên truyền thuyết phục, vận động kêu gọi người dân là đồng thuận cái chủ trương để xây dựng cái hệ thống thoát nước này đó, để tạo cái điều kiện cũng như là người dân mình ở khu vực này được là hưởng lợi trực tiếp, là không còn cái cảnh mà ngập nước sau mưa như hiện tại. Ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn thông tin, cuối năm 2020, tỉnh ban hành quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án xây dựng mới hệ thống thoát nước hạ lưu đường Lê Thị Trung. Mức kinh phí đầu tư cho dự án này trên 340 tỷ đồng. Theo kế hoạch thì con đường Bình Chuẩn 63 cũng một phần của dự án sẽ được mở rộng từ 5m thành 8m ngang, hai vỉa hè mỗi bên 3m. Đường trồng cây xanh, hệ thống chiếu sáng và hệ thống thoát nước đúng theo quy chuẩn. Đến nay thì đơn vị chức năng đã hoàn thành việc đo đạc, kiểm kê tài sản trên đất và đã ban hành thông báo thu hồi đất gửi đến 243 hộ dân thuộc diện giải tỏa đền bù. Trước nguyện vọng chính đáng của người dân, dự án xây dựng mới hệ thống thoát nước hạ lưu đường Lê Thị Trung có liên quan đến đường Bình Chuẩn 63 được các cấp ngành ở tỉnh quan tâm. Các hồ sơ liên quan đến dự án đang được ngành chức năng từng bước củng cố hoàn chỉnh để thực hiện trong thời gian sớm nhất.